Hai câu hỏi đầu tiên là tại sao chúng ta phải ăn? Chúng ăn chết hả? Hay lắm cô bé. Tại sao chúng ta nên phải ăn? Không Cái việc chết ăn hả? của chúng ta làm có nhiệm vụ gì, chịu chức năng gì? Quân nói thử. Giống như nãy Lan nói đó, ăn chết. Nói Không chung ăn được là cung chưa? cấp năng lượng cho mình hoạt động, với lại cung cấp năng lượng với lại chất dinh dưỡng để mình hồi phục lại cơ thể. Ok. Thì đúng rồi, cái chuyện ăn uống của mình, mọi người thấy màn hình xin share hết rồi phải không? Rồi cái chuyện ăn uống của mình cung cấp hai việc chính, mọi cái thức ăn mình đưa vào nó cung cấp hai thứ, đầu tiên là năng lượng, thứ hai là dinh dưỡng. Năng lượng để làm gì? Để mình hoạt động. Còn dinh dưỡng là để xây dựng nên cái cơ thể của mình. Giống như cùng là nhiêu đó calo, ví dụ một ly trà sữa 1.000 calo và một miếng thịt bò 1.000 calo, nhưng hai cái đó nó khác nhau. Ly trà sữa chỉ có năng lượng mà thôi, còn cái miếng thịt bò nó vừa có năng lượng vừa có dinh dưỡng nữa. Nên hồi trước nhất là mấy bạn nữ hay sẽ nói là ôi bây giờ ăn cơm cũng nhiêu đó calo vậy thôi, mình nhịn ăn cơm uống trà sữa đi cũng được. Thì cái đó, cái uống việc trà sữa nó cung cấp một nguồn năng lượng quá lớn mà lại không có chỉ dinh dưỡng gì hết. Thì đó là lý do mình nên ăn hơn là nên uống. Ok. Rồi. Tiếp theo. Vậy các bạn hiểu như thế nào về chuyển hóa năng lượng? Chuyển hóa năng lượng là gì? Ai trả lời cũng được. Chuyển hóa năng lượng là chuyển từ cái đồ ăn sang năng lượng hả? Hay là sao? Hiểu sao nói vậy thôi, hiểu sao nói vậy. Tôi hiểu vậy. Rồi. Rồi chuyển hóa cái mỡ của mình thành năng lượng, chắc vậy. Rồi Nhật, hiểu sao về chuyển hóa năng lượng? Đó giờ hay nghe trao đổi chất đồ nó là gì? Hoặc là Hả? metabolism nè. Cơ thể trao đổi chất nó là gì? Tại sao gọi là trao đổi chất? Để lúc mình chuyển từ việc mình ăn hấp thụ vào để chuyển thành năng lượng. Rồi thì như hôm trước mình có nói cơ thể mình chạy mọi thứ đều bằng các cái hệ enzyme, và tất cả các thứ dinh dưỡng mình ăn vô đều để xây dựng và cung cấp năng lượng ha. Thì trao đổi chất tức là cùng là một thứ đồ ăn đó, giống như tinh bột hoặc là đạm hoặc cái gì đó hoặc là chất béo chẳng hạn, mọi thứ cuối cùng nó sẽ phân giải thành cái đơn vị nhỏ nhất của nó. Giống như mình coi, mọi người có coi cái clip mà ăn uống chưa, ăn xong đó nó phân nhỏ 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 ra đến cái đơn vị không còn phân được nữa, thì nó là cái đơn vị cuối cùng. Sau đó nó tham gia những cái chuỗi chuyển hóa này nọ kia, hóa học trong cơ thể. Nó có thể thì đó chứng minh một cái chuyện là những người ăn chay không ăn thịt họ, nhưng họ vẫn sống được, họ vẫn có cơ bắp này kia nọ. Thì tức là có một cái cơ chế nó chuyển hóa giữa đường sang protein hoặc là protein sang đường nọ, nhưng mà nó sẽ thiếu hơn so với là ăn đủ chất. Tức là trong thực vật, trong các loại đồ ăn chay nó vẫn có đạm, nhưng mà số lượng nó không đủ, nó không có xịn bằng cái lượng thịt. Và cái lượng thịt cũng vậy, cái đồ ăn thịt đối với những người low carb, cắt carb hoặc keto, họ không ăn đường, ăn chất béo, ăn thịt không, thì họ vẫn có thể chuyển những cái thứ đó sang thành năng lượng đường bằng những cái kênh khác nhau. Thì đó là chuyển hóa qua lại giữa các chất với nhau trong cơ thể, thì mình gọi chung là chuyển hóa năng lượng. Và tất cả thứ đó dùng chuyển hóa qua lại để cuối cùng là để nuôi sống cơ thể mình. Rồi rồi trong cái clip mình có gửi trong group đó, thì cái thức ăn khi nào vô miệng mình thì nó phải bắt đầu chia nhỏ ra, rồi xuống đến dạ dày. Xuống đến dạ dày thì nó ngâm trong cái lượng axit đó và co bóp để cho nó mềm, chuyển cái dạng thức ăn đó sang cái dạng lỏng, dạng kim á, dạng kim đó, thì nó mới đi vào trong cái đường ruột non được. Rồi thì cái đó người ta gọi chung đây nè, chức năng là để chức năng của các loại thức ăn cung cấp cho năng lượng cho cơ thể, và chức năng của nó là phục cung cấp cho cân bằng cho môi trường bên trong nè, internal balance, với lại duy trì sức khỏe.
mà thức ăn đó thì nó phải chuyển sang dạng substrate trước tiên. Substrate là cái đơn vị nhỏ nhất nè, thì nó bao gồm carbohydrate, protein và fat ở đây, và những cái năng lượng đó có thể được đem đi sử dụng luôn hoặc là nó sẽ dự trữ lại, được store lại. Dự trữ lại ở đâu? Dự trữ lại ở các mô mỡ, mô cơ đó. Rồi thì cái năng lượng chính mà mình xài hàng ngày nè, mình đang xài, tất cả mọi thứ đều chuyển thành ATP. Có nghe ATP chưa? Còn nhớ gì về ATP không? Có quen thuộc không? Thành ATP Ngày xưa có học mà quên hết rồi. nè. Đây, tất cả các như carbohydrate, fat, protein này kia nọ, nó sẽ chuyển thành ATP. Thì ATP này giúp cho mình mới vận động được, giống như ATP là xăng vậy đó. Đổ vô thì mới xài được, nó phải kích hoạt mới xài được. Thì ngoài cái chuyện vận động, duy trì trạng thái cơ thể, thì nó còn tham gia những cái chuyển hóa dưới này. Bên cạnh đó thì nó còn đào thải những cái chất như carbon dioxide, CO2 ở ngoài nè, nước nè, và tỏa nhiệt nữa. Bất kỳ một cái hệ thống nào hoạt động á, thì đều có cái mình mong muốn của cái lượng thức ăn mình đưa vô là để mình hoạt động, nhưng mà nó dùng để hoạt động khoảng 40% thôi, còn lại nó dùng để tỏa nhiệt. Bất cứ một cái thứ gì nó cũng không thể nào xài hiệu suất được 100% hết. Giống như cái quạt mình bật lên để mình mát, nhưng một hồi nó nóng thì cái lượng năng lượng nó tỏa nhiệt nó còn nhiều hơn để nó làm mình mát nữa, chẳng hạn vậy. Hoặc là cái tivi chẳng hạn, mình chỉ muốn nó chiếu tivi thôi chứ mình đâu muốn nó nóng, nhưng nó vẫn nóng. Thì hầu hết là năng lượng nhiệt chiếm phần lớn cái năng lượng mà nó cung cấp. Rồi đi đến cái tiếp theo, và ok, đi đến cái tiếp theo là bioenergetic. Cái này tiếng Anh Quân đọc dịch sao Quân? Năng lượng sinh học bio energetic là cái sự năng động liên quan tới năng lượng. Có thể hiểu nôm na nó như là cái lượng năng lượng sinh học của cơ thể mình á, năng lượng mình tạo ra trong cơ thể, mà cơ thể mình là một cái sinh vật này kia thì gọi là năng lượng sinh học. Nó khác với lại gọi là năng lượng sinh học gì ta, giống như nói chung là bằng một cái con vật gì đó, một cái đồ vật gì đó tạo ra năng lượng, tạo ra hoạt động thì nó gọi là năng lượng sinh học. Rồi nhưng mà để tạo được cái năng lượng này thì nó phải chuyển đổi từ các dạng vật chất hóa học khác nhau, những phản ứng hóa học khác nhau đây. Rồi nguồn năng lượng chính, nguồn năng lượng chính đây, ở đây có tô đậm phần này. Nguồn năng lượng chính tất cả đều đến từ mặt trời, nên đó giờ mọi người có nghe cái câu là không có mặt trời thì sẽ không có sự sống trên trái đất không? Đây, the ultimate source of energy is the sun. Nơi nào không mặt trời không có sự sống. Cơ bản cái mặt trời đó nó đưa năng lượng đến trái đất. Mình cứ hiểu nguyên con người mình được cấu tạo toàn là những liên kết hóa học với nhau, các phân tử với nhau, thì cái mặt trời là cái mà đưa cái đó xuống, xưa nó xuống rồi xong hình thành nên những cái liên kết như là cây cỏ này kia nọ, rồi từ đó mới có con vật, con này con kia liên kết với nhau. Nếu không có cái mặt trời thì không có gì nữa hết. Rồi từ cái năng lượng mặt trời đó sản xuất ra những cái chất hóa học nữa, kết hợp với việc trao đổi carbon dioxide CO2 và tạo thành glucose. Đây nhắc, có nhắc đến glucose. Rồi cái định nghĩa metabolism là những phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể để duy trì chức năng sống của nó. Rồi nãy có nói qua cái này, thì cái năng lượng đó bằng cái việc từ cái những cái chất hóa học như carbohydrate, fat, protein đó, thì cơ thể mình làm gì, mình oxy hóa nó. Mỗi lần mình oxy hóa nó, oxidation, các bạn thấy cụm từ oxidation đây, tức là oxy hóa các cái chất này, carbohydrate, fat, protein, để từ đó mới tạo ra được năng lượng cho cái hoạt động, cho cái sự sinh tồn của mình. Rồi vậy cái nguồn, rồi về cái nguồn dinh dưỡng năng lượng để xem.
Máy soạn đây rồi. Okay. Hôm nay soạn nhà được soạn riêng cái bên này nè. Tại vì nay rảnh buổi sáng ngồi soạn từ 10 giờ tới giờ, mới vừa xong còn hơi cái đầu hơi bị căng nên đang sắp xếp lại. Rồi. Buổi sáng tân tạ nha. Đây là cái hình nãy mô tả cho cái thức ăn mình đưa vô nè, chuyển hóa thành ATP. Bên cạnh ATP thì còn có những cái tiêu thụ nhiệt ra ngoài hoặc là phản ứng hóa học đưa ra ngoài ha. Rồi tiếp theo. Đây, amino acid, gluco. Cái thứ này. Đây các bạn có thể thấy từ đầu đến cuối nó sẽ chuyển. Ví dụ từ amino acid xong một chuỗi phản ứng cuối cùng tới đây nó sản xuất ra sản phẩm cuối cùng này, ATP nè, thấy không? ATP, CO2, nước, oxy là những cái là như mình toát mồ hôi, hít thở đó. Thì cho dù nó là đạm, là chất béo hay là đường hay là cái gì không biết, cuối cùng nó ra sản phẩm là những thứ này đều là CO2. Nên không có cái chuyện mà mình lấy cái chất gì để mình đốt mỡ hết, mà mình chỉ có thở ra mỡ với lại tập cho nó ra mỡ thôi, mà nó là oxy hóa tụi nó, chứ không có một cái gì gọi là thần thánh nữa hết. Rồi. Thở ra mỡ hả bác? Đúng rồi đó, mình có thể hiểu như vậy. Tại vì mình oxy hóa chất béo, oxy hóa chất béo thì nó chuyển thành CO2 và nước nè. CO2 đây thấy không? CO2 nè, năng lượng nè, và nước nè. Thì đó là mình nói nôm na là thở ra mỡ đó. Thì thở đó là thở đó là mình tập luyện, mình không làm gì nó cũng đã đốt mỡ rồi, nhưng mà khác nhau ở chỗ là tỷ lệ đốt mỡ của người này so với người khác là bao nhiêu. Có người đốt mỡ nhiều hơn, mình đốt mỡ ít hơn, chứ bản thân ai cũng có đốt mỡ hết, đốt mỡ để nuôi sống cơ thể. Rồi còn như gluco cũng vậy, gluco thì đi xuống, nếu mà sử dụng thì đi thẳng xuống gluco phosphate 6 nè, chuyển xuống acetin coenzyme nè để sản xuất ra ATP và nước luôn, CO2 luôn. Nhưng nếu không sử dụng thì làm gì? Như bữa mình có nói qua insulin đó, nó sẽ tích trữ thành glycogen. Glycogen này ở trong tim, mô não, mô cơ, trên khắp cơ thể luôn, để nó cung cấp năng lượng tức thì cho cơ thể. Trong trường hợp có hoạt động gì cần thiết thì nó sẽ lấy ra sử dụng nhanh. Đó, thì nó sẽ tích trữ từ gluco thành glycogen. Và cái glycogen này nếu cần thì bắt đầu nó chuyển ngược lại thành gluco nè, không? Đây là vòng tròn, xoay vòng. Và thậm chí đây như những cái này, từ protein cũng thể chuyển ngược qua carbohydrate, và ví dụ từ đây fat nhập vô, sau quá trình phân giải cũng chuyển hóa thành acetin coenzyme để chuyển hóa thành năng lượng sử dụng. Nếu bị dư không xài đến chất béo này thì nó quay ngược lại lipogenesis là tích lũy mỡ, quá trình tích lũy mỡ. Ok, đó gọi là chuyển hóa năng lượng. Các bạn hãy thấy là nó chuyển qua chuyển lại với nhau. Cuối cùng, mục đích chính cuối cùng vẫn là để sử dụng năng lượng. Và vậy đó. Hiểu không? Có ai thắc mắc gì không? Hiểu khúc này không mọi người? Hiểu cái hình này hơi không? Hơi hiểu rồi đó. Hơi hiểu hả? Rồi. Chút xíu chụp này gửi nhóm. Chụp cái hình. Ok, chút gửi cho. Coi cái hình. Cái hình này với bật clip coi lại nghe từ từ hiểu hả? Mới lâu đầu phát nghe phát cũng không hiểu đâu. Yên tâm. Nên đừng lo. Rồi những cái thức ăn nãy mình sắp cho nè. Rồi, nãy mấy cái thức ăn mình coi trong clip á, mình ăn vô. Carbohydrate nè, từ chuỗi dài chuyển sang chuỗi ngắn hơn. Những cái ví dụ carbohydrate thì nó sẽ dùng enzyme amylase để nó phân giải ra. Từ ví dụ chuỗi dài này phân giải thành nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn nữa tới monosaccharide, đến nhỏ hơn nữa là glucose, các loại đó. Chất đạm cũng vậy, từ nguyên miếng thịt chia ra thành các acid amin, peptide, cuối cùng cái đơn vị nhỏ nhất là amino acid, những cái cấu thành cho một cái miếng thịt như vậy. Thì nó phải phân ra thành cái đơn vị nhỏ nhất như vậy, xong mới từ chuyển từ cái amino acid của con bò, con gà, con heo gì đó, nó cộng lại với nhau đổi cái mã gen lại chuyển thành của mình. Hiểu vấn đề không? Giống như là đập vỡ mảnh ghép này ra, lấy mấy cục gạch đó xây một cái nhà mới, mà không phải cái nhà giống nhà cũ. Chứ nếu không, mình ăn miếng thịt con bò mình thành con bò. Hiểu vấn đề không? Rồi, đối với chất béo cũng vậy luôn. Thì ở đây mình hay sẽ sử dụng là cụm từ triglyceride.
triglycerin, triglycerin, ok, hoặc là triglycerid, nó cũng tách từng cái fatty acid ra dần dần, đây tách ra để sử dụng làm năng lượng đó. Rồi cái nguồn năng lượng ATP này, ATP này khi nó sử dụng thì nó sẽ chuyển đổi liên tục với nhau từ ATP. Ai có biết cái tên viết ra của ATP là gì không? Mọi người. À có nè, thấy rồi nè. Alo, alo. Quân Leon. ATP là adenine triphosphate với lại đúng không? Rồi adenine triphosphate với lại cái chữ P là phosphate đó. Phosphate. À. ATP là adenosine. T là tri, tri là ba. Đây ba. Ba gì? Ba phosphate. Được chưa? Adenosine, adenine nè, gốc adenine cộng với triphosphate. Thì mỗi lần mình hoạt động sinh ra năng lượng, nó sẽ cắt một cái phosphate này ra. Nó cắt một cái phosphate này ra, hiểu không? Để nó tạo thành một năng lượng nè, energy release nè, cho tạo một năng lượng cho tế bào. Thì nó còn lại gì? Nó chuyển thành từ ATP thành ADP hay là diphosphate. Ok. Vẫn là adenine, diphosphate còn hai cái thôi. Rồi xong nó lại chuyển ngược lại thành ATP bằng cách nào? Bằng cách nó lấy một phosphate tự do bên ngoài. Phosphate này ở đâu ra? Phosphate này từ creatine. Creatine chút nữa mình sẽ nói đến ha. Nó từ nguồn dinh dưỡng. Đó giờ các bạn tập có nghe đến uống creatine chưa? Creatine. Có ai sử dụng creatine không? Mình không có xài, mình không có biết cảm giác như thế nào. Có thấy. Ừ. Uống creatine để làm gì? Để nó cung cấp cái gốc phosphate này nè. Để cho tập nó đỡ tiêu tốn, gọi là nó cũng phục hồi năng lượng nhanh hơn á. Nó phục hồi cái năng lượng nhanh hơn nên là mình tập được kéo dài hơn hoặc cái cường độ mình cao hơn. Thì cái phosphate này cung cấp ngược lại từ ADP chuyển ngược lại thành ATP. Ok. Hiểu vấn đề này chưa? Chờ, ATP dòng qua ADP rồi quay ngược lại ATP. Nó chuyển qua chuyển lại liên tục. Rồi. Rồi, đây là cũng giống như cái hồi nãy từ carbohydrate, protein và fat ha, mà cái mô hình nó nhiều hơn thôi, giống gì hết. Đây là tổng hợp nói chung về metabolism luôn, summary metabolism. Các bạn muốn học về chuyển hóa tất cả mọi thứ cứ nhớ, cứ ngồi ngày mở cái này coi qua lần cái tấm hình này, từ từ sẽ thấm được hết mấy này thôi. Thì cuối cùng vẫn tạo năng lượng nè, ATP đây và chuyển hóa qua lại với ADP, ATP nè, sản phẩm cuối cùng nước oxy nè, được chưa? Đó. Còn những cái phụ phẩm như ure này kia nọ, từ protein, tức là ăn đạm nhiều thì sẽ sinh ure nhiều, gây ra nước tiểu màu vàng kia nọ đó. Rồi, tiếp theo. Rồi, đến cái này, có bao nhiêu loại carbohydrate? Duyên, có bao nhiêu loại carbohydrate? Có 3 loại kìa. 3 loại, nói đi, loại gì? Glucose, fructose, lactose. Vậy carbohydrate, vậy rau xanh có phải carbohydrate không? Hay là rau xanh thì có nhưng mà chất xơ nó nhiều hơn nên được chiếm ở trong nhóm chất xơ. Chiếm trong nhóm chất xơ. Đây. Rồi, carbohydrate đây. Carbohydrate mình có 4 loại. Mono. Được chưa? Monosaccharide là có một phân tử đường thôi. Một phân tử đường. Disaccharide này là học lại hóa thôi. Disaccharide có 2 phân tử đường. Oligo là từ 2 đến 10 phân tử đường. Rồi polysaccharide là từ 10 trở lên. Được chưa? Rồi đi theo từng cái nè. Mono thì có gì? Gluco, fructo, galacto. Gluco, fructo, gluco có trong cơm gạo. Cơm gạo. Rồi có đường gluco người ta chiết xuất luôn. Fructo thì hầu hết trong trái cây. Còn galacto có đâu ta? Galacto cái này có phổ biến không? Và có thấy hôm nay hay có thấy một số bạn đang siết có xài đường manto. Galacto này ở đâu vậy Quân, xả thử Quân. Rồi tiếp theo là disaccharide.
disaccharide từ là từ hai phân tử đường, ví dụ như gluco cộng fructo hoặc gluco cộng gluco thì nó là hai phân tử đường, nó sẽ tạo ra những cái loại đường như sucro nè, lacto, manto nè. Rồi tiếp theo là oligo, chuỗi dài hơn. Rồi cuối cùng là poly. Polysaccharide này là cái gì đây? Start này là gì? Ai biết start này không? Duyên biết start này là gì không? Không, Duyên biết. Rồi Quân, start này là gì Quân? Nhật, start là gì? Start là tinh bột. Ừ. Start tinh bột. Một cái vô cùng gần gũi mà lên tiếng Anh nó lạ quá. Start là tinh bột. Ok. Lycogen. Lycogen là trong gan, trong mô cơ nãy có nói, tổng hợp từ gluco. Nó thành một chuỗi dài ha. Để dự trữ, sau đó thì nó sẽ phân giải ra lúc cần thiết để thành gluco sử dụng. Cellulo. Cellulo là gì? Cellulo là chất gì? Sờ. Đấy, chất xơ. Vậy bản chất chất xơ rau xanh này kia đã có carbohydrate trong đó rồi. Nên những người nếu ăn keto, chính xác là keto á, thì không ăn đường và tất cả các loại tinh bột khác nữa, chỉ ăn rau là đủ. Ăn rau là đủ rồi. Cắt hoàn toàn tinh bột thì mới nhảy vào chế độ keto được. Còn nếu mà còn ăn những thứ khác, còn cơm này kia nọ thì sẽ chậm hơn, sẽ khó nhảy vào keto. Chế độ keto thì nếu cắt hết toàn bộ ăn rau này kia nọ với chất béo với tinh bột với đạm, có thể trong vòng 1 tuần vào chế độ keto được rồi. Ủa đâu cắt chất béo đâu? Ý thì đó, dùng chất béo và đạm và rau, không có dùng tinh bột và đường. Chất béo đó, phải dùng chất béo, nhiều chất béo nữa, tại đó là lúc đó sẽ là nguồn năng lượng chính. Nó chuyển thành chất béo là năng lượng chính. Ừ, đúng rồi. Thì đó là để chuyển qua chế độ keto. Nhưng mà chế độ keto không nên duy trì quá lâu, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể. Có ai biết, bữa có nói Quân một lần rồi, Duyên có biết gì về ảnh hưởng của keto lên cơ thể không? Nó cắt tinh bột hoàn toàn thì bị não bị khờ. Ừ, bị ngáo. Bữa biết gì là bị ngáo. Bữa mình có học qua cái insulin, độ nhạy insulin, con nhớ không? Thì khi mình cắt tinh bột hoàn toàn vậy, một thời gian kéo dài, nó sẽ làm giảm độ nhạy insulin của mình. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình, cái độ nhạy của nó. Và đến khi mình ăn uống bình thường lại, nó vẫn có khả năng dẫn đến bị không nhạy insulin nữa, không? Nên lượng đường trong máu không thể đưa vào tế bào được, nó dẫn đến bị tiểu đường. Kỳ cái là nhịn đường xong họ bị tiểu đường. Có kỳ không? Nhịn đường xong cuối cùng bị tiểu đường là do không hấp thụ được đường. Đường còn nằm trong máu, thành ra bị tiểu đường. Rồi, để đó là nói thêm. Oligosaccharide này hơi lạ nên nãy có tìm thử thì nó có trong những thứ sau đây. Có những trong những thứ như là những cái củ này. Và trong những thứ mọi người hay ăn kiêng đồ đó, như mấy cái gọi là ngũ cốc rồi đó, thì là chứa nhiều oligosaccharide. Tại sao nên ăn những cái thứ này? Tại vì nó là chuỗi dài nè. Như nãy nói, cái phân tử khi đưa vào cơ thể nó phải phân ra đến đơn vị nhỏ nhất. Thì khi mình ăn những cái thứ phân tử dài này vô, từ oligosaccharide nè, polysaccharide nè, trở đi nè, thì nó tốn thời gian để nó phân giải ra, chuyển hóa ngược lại thành cái đường đơn giản nhất là gluco, để nó hấp thu vào tế bào. Nên mình mới khuyến cáo là nên ăn tinh bột, nên ăn chất xơ, nên ăn ngũ cốc để cho nó no lâu, cho nó hấp thu chậm, còn hơn là uống trà sữa. Đó, sự khác biệt giữa hai cái này. Và rotto đến này vẫn là đường đơn giản, mà cơ bản nó là đường trái cây, nên không có cái chuyện mà nhịn ăn cơm, ăn trái cây cho ốm. Ok. Mới nói lactose là cái đường mà phân tích ra từ cái sữa nha. Lacto, không, cái này galacto. Ok. Là một loại đường mà phân tích từ sữa ra, từ lacto ra. Đó, thì ví dụ nếu trường hợp mình phải ăn những cái thứ monosaccharide, những cái đường đơn giản này, thì mình phải tiết chế lại. Và đối với những người muốn giảm cân nên tập trung vào cho họ ăn tinh bột, ăn chất xơ nhiều, đối với cái lượng carbohydrate nạp vào. Ok. Rồi, hai cái đây,
như đây là quá trình chuyển hóa giữa từ ructo sang gluco. Ructo đây nạp vô qua kênh glut 5 đi thẳng xuống, có thể tạo ATP dưới này nè, ATP tuốt dưới này, mà bên cạnh ATP tạo ra thì cái ructo này nó còn tạo ra fatty acid nữa nè. Fatty acid thông thường á, nó sẽ đi cái đường thẳng này xuống, đi thẳng một mạch từ trên xuống, chứ nó ít khi nào tạo năng lượng ra liền. Giống như con đường tạo năng lượng liền của cái ructo nó là con đường phụ chứ không phải là con đường chính của nó. Nên nhịn ăn cơm để ăn trái cây để nó hoạt động thì nó sẽ không có ok cho lắm. Còn mức độ nào thì tùy mỗi người nữa. Rồi. Tiếp theo là chất béo. Mình có các loại chất béo nào? Nhật liệt kê thử các loại chất béo em biết thôi. Nhật. Dạ, em nghe. Các loại chất béo mà em biết. Các loại chất béo anh. Ừ. Giống kiểu đồ ăn là có những loại chất béo như thế nào? Hiểu sao cứ nói vậy đi, nói vậy đi. Em nghĩ là những loại chất béo mà mình ăn vào thì có thể là mỡ và đường. Mỡ và đường, đường đâu phải chất béo, đường là đường mà. Đường rồi. Quý, nói được không Quý? Alo. Hay Dũng nói đi, Dũng nói được không? Ai muốn nói cứ nói, giao lưu. Để hai bạn Duyên với Quân nói hoài, tội nghiệp. Nói nhiều quá giỏi không mấy bạn? Rồi, hai bạn kia đã mất tiêu rồi. Rồi. Rồi vậy Quân hay Duyên gì nói cũng được. Các loại chất béo mình có. Duyên nói thử coi. Nhìn cái hình này. Có bốn loại chất béo. Rồi, chất béo gì? Chất béo không bão hòa đơn, chất béo không bão hòa đa. Rồi. Chất béo hòa tan, nghĩa là chất béo chuyển hóa. Rồi. Thì mình gọi chung là X là cái chung. Quý quý có lợi là không có lợi. Quý muốn nói thì ngay cái chỗ màn hình của em có cái hình mic màu đỏ đỏ đó, em bấm vô để nó chuyển sang màu xanh thì em nói được nha. Alo, alo. Rồi nghe nè Dũng, nói đi. Tức là có hai loại, một là loại chất béo bão hòa và hai là chất béo không bão hòa đúng không? Ok, ok, rồi mình ghi nhận đó. Rồi mình sẽ giải đáp tiếp theo. Ok, mình sẽ có ba loại chính, nhớ nha, ba loại chính. Loại thứ nhất là chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa là sao nè, nhìn cái chân đầu tiên nè, cái mạch nó như vậy, nguyên mạch vậy, full rồi, không còn nhét gì vô được nữa hết á, tức là không được cộng thêm gì nữa hết, nó sẽ không thể thay đổi được nữa cái cấu trúc của nó. Ở đây người ta có định nghĩa là không có những cái nối đôi, liên kết nối đôi. Ok, mạch thẳng. Và ở solid, ở nhiệt độ phòng bình thường thì thường nó ở dạng rắn. Rồi thì nó có cái nguy hại gì? Nó tăng nguy cơ bị tim mạch nè, heart disease nè. Và nên kiểm soát nó dưới 20 gram mỗi ngày trong tổng khẩu phần 2.000 kcal. Ok, đây là những cái nốt nè để mình lưu ý. Cái này ít thôi, 20 gram chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa thì nó từ đâu ra? Động vật, hầu hết là từ động vật. Thịt bò, thịt heo, thịt gà gì đó. Cá, cá mấy cá mà mỡ nhiều quá chẳng hạn. Rồi, ok. Rồi, trước khi qua cái trans thì mình sẽ đi qua cái, mình mới nói cái bão hòa rồi ha, thì đến cái không bão hòa. Cái không bão hòa thì nó chia làm hai cái. Không bão hòa tức có nghĩa là nó có nối đôi nè. Có nối đôi tức là nó có thêm được những cái hydrocarbon vô, hydro vô. Thì ở đây mình có không bão hòa đơn với không bão hòa đa hoặc là đôi, nó có thể nhiều hơn nè. Định nghĩa thì nó có một nối đôi, một liên kết đôi. Thì những cái liên kết đôi hồi xưa học thì nó có thể gắn thêm được những chất khác vô, nhớ không mọi người? Có thể gắn thêm những chất khác vào. Và nó là mạch, nó là mạch cong. Và cấu trúc của nó, trạng thái của nó thường là sẽ dạng lỏng. Thì ở đây có một liệt kê một số thứ như là dầu ô liu nè, này hình như là dầu hạt hướng dương, rồi dầu hạt điều, có thể giảm nguy cơ bệnh tim.
Rồi, mình ăn ở mức độ vừa phải, intake, ở mức độ vừa phải ha. Cái gì cũng vừa phải thôi, đừng có quá. Bao nhiêu là vừa phải? Vừa phải hả? Cái này chắc phải mà một cái Google để coi dựa trên bao nhiêu calorie một ngày thì bao nhiêu gram là đủ. Nhưng mà chất béo thường mình nên tiết chế, chủ yếu là để nó phối hợp với những cái vitamin này kia thôi. Rồi polysaturate cũng vậy, nó cũng tốt. Có thể lấy từ cá nè, dầu đậu nành, dầu ngô. Mình chỉ thấy dầu ngô bây giờ. Rồi cũng ăn một lượng vừa phải. Rồi cái mà đang nói đây là trans fat. Trans fat này bản chất nó nhìn nè, có một cái nói đôi đây, được chưa? Nhìn nó cũng giống như là cái không bão hòa. Ấy lộn, cái giống giống như là cái chất béo, đúng rồi. Ừ đúng rồi, chất béo không bão hòa đơn, đúng rồi. Nhìn như là chất béo không bão hòa. Nhưng tại sao nó lại không tốt? Tại vì nó đã bị chuyển hóa rồi. Thì bản chất cái chất béo bị trans á, trans là transfer, trans chuyển hóa, chuyển đổi á. Thì ở nhà mình thường ăn nhất là cái dầu gì? Dầu đậu nành đúng không? Dầu đậu nành, đậu phộng, dầu ô liu là những cái dầu mình thường sử dụng. Nhưng nếu sử dụng nó với nhiệt độ cao và nấu kéo dài, nó sẽ chuyển thành trans fat. Ok. Nên cái lưu ý ở đây là những cái dầu đó mình nên nấu với lửa nhỏ và hoặc ăn sống, chứ không nên chiên mà để chiên cho nó giòn, hoặc là chiên cho nó gọi sao ta? Chiên cho nó ngon nữa. Không có chiên đi chiên lại nhiều lần nữa. Đó, những cái đó là cần lưu ý, chiên một lần, hai lần là bỏ được rồi, đừng có tiếc quá mà để chiên hoài. Thì nó đã chuyển thành trans fat rồi, nó không còn cái lợi ích gì nữa hết trơn á. Và nên sử dụng lửa nhỏ thôi. Ok. Cái này là cái nguy hiểm cao nhất. Sử dụng ít hơn 2,2 gram trans fat nè, nó còn ít hơn so với cái lượng mà thịt mỡ mình ăn nữa nè. Nên từ đây mình có thể thấy cái chuyện gì, thấy ví dụ mình muốn chiên cá, chiên đồ, mình có thể sử dụng mỡ heo chẳng hạn. Mình chiên tại vì mình có thể sử dụng được số gram fat này cao hơn, các bạn thấy không? Và cái mỡ mà đã bảo hòa nó sử dụng với nhiệt độ cao hơn vẫn ok so với là dùng những cái chai dầu thực vật mà để nó chuyển thành trans fat. Hiểu vấn đề không? Dầu thực vật nên để ăn sống và chiên xào lửa nhỏ. Đó là chiến lược khi sử dụng chất béo. Ok. Có thắc mắc gì không? Alo. Không. Ok. Rồi. Nhật có nói gì không Nhật? Dạ không ạ. Ok. Quý tìm thấy chỗ nói chứ Quý. Mọi người có ai có thể chỉ Quý? Đã. Ok. Rồi. Tiếp theo mình đi tiếp qua protein. Phát cả cái này lại. Quay lại bài. Qua protein. Mình đã đi qua carbohydrate, chuyển qua gluco, chuyển thành glycogen. Rồi mình lướt sơ qua nội dung ha. Carbohydrate cung cấp cho năng lượng nguồn cơ thể nguồn năng lượng và fuel và năng lượng cùng là một ý ha. Yêu cầu cho những hoạt động sống hàng ngày và tập luyện, bao gồm phải tập luyện. Rồi. Cái việc sử dụng ít carbohydrate trong chế độ ăn dẫn đến trạng thái mệt mỏi, poor mental function, tức là chức năng của não bộ kém và không thể duy trì được sự bền bỉ, endurance, sẽ bị giảm sức bền bỉ và stamina, giảm độ bền ha. Nên ví dụ có thi đấu mà phải ép cân chẳng hạn thì nên điều chỉnh chế độ carbohydrate chứ đừng cắt hẳn. Cắt hẳn thì sẽ không có lợi ích tốt. Rồi. Tất cả các thức ăn, sản phẩm sẽ được tiêu hóa chuyển về dưới dạng gluco. Từ đó nó sẽ hấp thu và chuyển vào đi trong máu. Gluco có thể di chuyển trong máu mình ha. Nên vậy mình mới đo đường huyết được. Lấy máu ra đo đường huyết được là do gluco có thể di chuyển được trong máu. Và nó di chuyển trong cái vòng tuần hoàn đó cho đến khi nó đi vào tế bào bởi kích hoạt bởi insulin. Rồi nhắc lại bài cũ thôi. Rồi. Và cái mà nó không sử dụng thì nó sẽ được sử dụng hoặc là dự trữ lại làm năng lượng. Và nó dự trữ ở dưới dạng gì? Dạng glycogen. Ở đây. Các bạn lướt theo kịp cái ý mình đang nói không? Alo? Theo kịp ý mình đang nói không? Rồi, có cần thì cứ note lại ha. Rồi, những cái phân tử gluco này
lúc mà anh thành glycogen rồi đó, thì những phân tử này á sẽ có thể phá hủy để trở ngược lại thành gluco. Như nãy những cái sơ đồ mình có giới thiệu cho mấy bạn, trong suốt cái thời gian mà mình tập luyện nè, thời gian mình tập luyện kéo dài, nhất là thời gian tập luyện kéo dài prolong hoặc là cường độ cao, thì những cái glycogen này nó sẽ được phá hủy. Và glycogen này tích lũy ở gan và mô cơ, theo nội dung sách thì là gan và mô cơ nữa ha. Rồi, một cái nguồn năng lượng quan trọng tiếp theo là chất béo fat. Rồi, nó được tồn tại trong thức ăn và trong cơ thể dưới dạng triglyceride. Triglyceride này được cung cấp từ dạng thức ăn và cơ thể và được chuyển hóa trong cơ thể của mình luôn, từ đường, đây, từ nguồn đường. Tức là mình ăn cái lượng chất béo này mình lấy từ đồ ăn bên ngoài, từ những cái thịt thà này kia nọ đó, và đường chuyển hóa thành chất béo. Đó là hai cái nguồn chính để tạo nên fat, được chưa? Rồi, calorie. Calorie được sử dụng, calorie từ fat này á, được sử dụng không, gọi là sao ta? Không, ví dụ mà gọi là không tức thời, không tức thời. Có nghĩa là khi sử dụng, mình chỉ sử dụng năng lượng mỡ này á, trong khoảng 90, sau 90 phút mình tập luyện là chính, mới là nguồn năng lượng chính. Còn ví dụ mình chạy 100m thì đây không phải là nguồn năng lượng chính, mà nó sẽ dùng năng lượng đường. Hoặc là những người tập thể hình chẳng hạn thì sẽ dùng sử dụng năng lượng đường hoặc phân giải đường, chứ không sử dụng năng lượng mỡ làm cái chính. Ok, chỉ có mấy người mà marathon hoặc là đá banh hoặc là đạp xe đường dài, bơi lội này kia nọ kéo dài đó, họ mới là mấy cái người xài năng lượng mỡ này là chính. Rồi, cái lượng fat này hầu hết sẽ không bị kiệt quệ, inexhaustible, không hề kiệt quệ, không thể nào kiệt quệ được. Rồi, và khi nó tổng hợp thành triglyceride, những cái fatty acid đó, sau đó khi cần xài thì nó lại phá hủy triglyceride ra để nó cung cấp ngược lại. Rồi, cái nguồn thứ ba cuối cùng là protein. Protein này không phải là cái thứ chính để cung cấp năng lượng. Protein mọi người có thể hiểu nó như những viên gạch xây dựng cơ thể thôi, chứ không thể nào dùng nó làm cái chính để mà giúp cơ thể vận động được. Nó có thể chuyển được, nhưng chuyển hóa protein để mà dùng nó làm năng lượng chính thì cơ thể không sinh ra để làm chuyện đó, và nó tốn nhiều thứ và sinh ra những cái chất không tốt cho cơ thể, làm nặng hệ tiêu hóa, hệ trao đổi chất chẳng hạn. Rồi, trong suốt quá trình tập luyện được giải thích. Rồi, cái protein này sẽ được sử, nó không được sử dụng trong suốt quá trình tập luyện. Sao ta không được sử dụng chính trong quá trình tập luyện? Thật ra là có chứ không phải là không, nhưng mà không được là nguồn năng lượng chính ha, và được bỏ qua. Nhưng mà nó sẽ được sử dụng khi nào đây? Dấu hiệu khi mà sử dụng nó là khi mình bị starvation. Starvation là cái gì? Là cái gì đây? Starvation. Quân. Starvation. Starvation là cái gì? Ai có thể trả lời starvation? Đói à? Ừ. Đói. Starvation là trạng thái bị bỏ đói. Đang nói đến trường hợp giống như bây giờ mình muốn mình mập quá rồi, mình phải đi tập, mình phải nhịn ăn cho mình ốm lẹ. Thật ra mình mất hết mẹ cơ, không có gì hết trơn, toàn lại mỡ, còn lại mỡ không. Càng tập càng yếu, càng tập càng mệt, lại mất hết cơ. Hiểu vấn đề không? Nên phải ăn, chứ không có chuyện mà nhịn ăn rồi tập càng nặng càng tốt, chừng vài bữa là sập liền. Rồi, nó sẽ trong suốt quá trình mà dùng năng lượng bằng protein đó, nó sẽ mang đến những hiệu quả, kết quả xấu, negative, tức là xấu đó, không có tích cực cho hệ năng lượng, cho việc cân bằng năng lượng. Rồi, amino acid cũng hỗ trợ tạo năng lượng. Amino acid này, đây, amino acid này có thể dùng để làm một nguồn năng lượng hỗ trợ thôi. Acid nè, nhấn mạnh chữ acid ha, chỉ là hỗ trợ thôi, để tạo năng lượng bằng con đường gì? Bằng con đường gluconeogenesis, tức là dùng
một cái thứ không phải là gluco chuyển hóa thành gluco, gọi là tân tạo đường á, từ tiếng Việt chuyên ngành gọi là tân tạo đường. Nếu các bạn cần thì có thể search Google ra từ tân tạo đường thì nó sẽ ra quy trình có thể từ chất béo, từ đạm chuyển hóa thành đường như thế nào. Rồi, đó là nói sơ qua phần đầu về các nguồn năng lượng mình đưa vào cơ thể ha. Rồi bây giờ cái năng lượng đó nó ảnh hưởng gì đến cái việc tập luyện của mình? Ảnh hưởng gì đến việc tập luyện của mình? Thì một cái ATP, các bạn có coi qua cái clip mà cái cơ nó co chưa? Đang bây giờ nhắc đến cái đoạn cái clip mà cơ co nè. Mỗi lần một cái sợi cơ kéo giữa cái sợi myosin và sợi actin nó kéo nhau thì nó bắt cầu với nhau, nó tạo nên mình gọi là cross friction nè, cái cầu nối giữa sợi myosin và sợi actin. Hiểu chỗ này không mọi người? Có coi clip chưa? Alo. Cần phản hồi. Nhưng chưa coi nữa. Rồi, chưa coi thì cố gắng tưởng tượng nha. Có nhớ cái hình sợi cơ không? Có nhớ cái hình sợi cơ myosin actin actin không? Myosin actin cross fit. Đây. Nhớ hình này không? Ừ. Đó. Thì khi mà mỗi lần mình co cơ thì cái sợi màu đỏ nè, nó phải nắm lên sợi cơ này, nó gịch xuống, nó gịch cái sợi màu xanh xuống, nó kéo nè, thấy không? Nó kéo gì theo chiều này, bước 1 dịnh vô, bước 2 kéo nó xuống, bước 3 thả ra, nắm lên đầu cao hơn xíu nữa, kéo xuống thì nó mới tạo nên trạng thái co cơ. Nó mới tạo nên cái hiện tượng co cơ được. Thì cái việc ATP này đây làm gì? ATP nè. ATP nó dùng để nó dịnh vô nè. Một lần nó kéo vậy nó tốn 2 ATP. Nó còn lại có ADP thôi. Rồi nó phải cộng thêm phosphate để nó quay ngược lại ATP nè. Quay ngược ATP xong rồi nó mới kéo tiếp thì nó còn lại ADP. Nó thành một cái chu trình liên tục như vậy. Cứ ATP sinh ra. Nói chung là cái gì? Là năng lượng ATP để dùng để co cơ. Ok. Thì mỗi lần cái ATP này, liên kết ATP bị phân hủy á, bị cắt ra, một cái phosphate bị cắt ra, nó sẽ sản sinh ra release nè, sản sinh ra một năng lượng, và năng lượng đó là cần thiết để cho phép cái cầu nối đó di chuyển. Hiểu nôm na được chưa? Hiểu nôm na là cái ATP để làm gì chưa? Alo. Rồi, hiểu sơ sơ. Ok, hiểu sơ sơ. Rồi, cái chuyện kéo lên là tốn một ATP, rồi cái chuyện nó đưa ngược về để chuẩn bị kéo một cái nữa là tốn thêm một cái ATP nữa. Đó là cái việc mà ATP sử dụng. Rồi, energy, việc năng lượng mình sử dụng so với, thì nó được quyết định bởi cái gì? Quyết định bởi intensity và duration. Intensity là cái gì? Nhật, intensity là gì Nhật? Alo. Quý đi dạy khách có bao giờ nghe intensity với duration chưa? Nghe mà không nhớ cái này. Vậy nói thử coi intensity là gì? Để xíu dịch đã. Để xíu dịch. Rồi duration là gì? Dũng có biết cái này không Dũng? Intensity với duration. Thì bất cứ một cái vận động nào nó đều được định nghĩa bởi hai cái thước đo chính ha, true factor này. Hai thước đo chính đó là intensity và duration. Rồi. Có chưa? Đã có câu trả lời chưa mọi người? Duration là thời lượng thời gian. À. Cái cường độ và cái thời hạn của mình ấy. Ok, cường độ và thời hạn. Vậy có cái từ tiếng Việt của nó rồi đó. Cường độ với thời hạn thì cường độ là cái gì? Cường độ là cái mức độ mình vận động ấy. Rồi. Ok. Có thể hình minh họa ở cái hình dưới này. Đây, một cái cột này. Trên biểu đồ này thì intensity ở đây các bạn thấy là cường độ. Có thể hiểu nó là cái mức độ nặng, mức độ khó khăn
mức độ mình phải dành sức ra để thực hiện một động tác, một bài tập. Còn duration là thời gian mình thực hiện cái chuyện đó, cái chuyện bài tập đó trong bao lâu. Ok, một cái là độ khó, còn cái là thực hiện được trong bao lâu. Ví dụ tập tạ powerlift, weightlifting chẳng hạn, nhấc một cái một lên xong quăng xuống, intent rất là cao, cực cao, chỉ làm được một cái một thôi thì nó tốt trên này. Rồi còn như thế này, chạy 400m quãng đường ngắn trung bình thì là ở mức giữa, hoặc là tập thể hình. Còn nếu mà chạy marathon thì có thể xếp vào đây, duration, nghiêng về duration. Thì nó có nghĩa là gì? Intent cao thì nó sẽ không thể kéo dài. Cái gì nhanh đến thì nhanh đi. Còn cái gì mà kéo dài thì không có nhanh mạnh được, nó phải ổn định. Hiểu được nguyên lý chưa? Cái gì nhanh mạnh, nhanh đến, nhanh đi, nào ổn định thì kéo dài. Ok. Rồi, đây là mấy cái ví dụ thôi. Và cái lượng năng lượng nãy có nói rồi, thì 40% được sử dụng cho việc vận động đó, còn lại sẽ được tỏa nhiệt. Không phải là tỏa nhiệt, ATP, PC. Rồi, ok. Bây giờ đến phần ba con đường. Mình có ba con đường sử dụng năng lượng chính. Các bạn có biết đó là con đường nào không? Hoặc hỏi như vậy, aerobic là gì? Ai trả lời aerobic là gì? Aerobic là mấy cô đứng nhảy nhảy phải không? Aerobic là các hoạt động tập luyện giống như là hôm bữa cũng có nói là có nâng tạ chẳng hạn này. Cardio đồ đúng không? Rồi. Vậy mình có hai cụm từ cần quan tâm là aerobic và anaerobic. Rồi các bạn viết vô ha. Cái này những ai đi tập, đi làm về fitness thì đều nên biết cái này. Aerobic và anaerobic. Anaerobic. Ok. Rồi mình sẽ đi nói anaerobic trước. Vậy có ai biết anaerobic là gì không? Có nghe bao giờ chưa? Anaerobic là gì? Nhật, có nghe chưa Nhật? Anaerobic là cái gì? Dạ. Anaerobic. Anaerobic nè, là gì? Tương tự như là hít thở ấy. À. Yếm khí đúng không? Đúng rồi, yếm khí. Đúng rồi đó. Vậy yếm khí có nghĩa là gì? Trả lời luôn, yếm khí có nghĩa là gì? Tức là cách mình hít thở à? Giữ hơi trong cơ thể anh Phát. Rồi, ok, để giải thích. Aerobic trước ha. Aerobic là những phản ứng hóa học có sự xuất hiện của oxy. Rồi, nốt vô. Thì ngược lại, anaerobic, yếm khí, có nghĩa là những cái hoạt động, những cái chuyển động gì đó mà trong cơ thể của mình xảy ra phản ứng hóa học mà không có phản ứng của oxy. Rồi, khác nhau hai chỗ đó là có và không có oxy. Ok chưa? Nói lại chỗ đó. Rồi, nói lại ha. Anaerobic. Phát đọc lại. Rồi, đây để mình đánh lên cho mấy bạn nghe biết theo ha. Không có mặt. Không có mặt của oxy. Rồi. Hoặc mình có thể gọi nó là phản ứng. Nó là những cái phản ứng hóa học đó ha. Phản ứng hóa học yếm khí đó, nó cùng một nghĩa với nhau. Và hoặc là có thể gọi nó là kỵ khí, không có oxy. Ok. Rồi, ngược lại thì aerobic thì như nó ngược lại, nó có sự xuất hiện oxy. Có oxy. Rồi, đó là hai cái cơ bản phải
nhớ về hai cái này. Rồi cả hai con đường này nó đều sinh ra năng lượng. Cả hai đều sinh năng lượng ha. Thì đầu tiên năng lượng nãy mình có nói qua ATP. ATP tức là nó là một cái adenosine nè, kết nối với lại ba cái phosphat. Nói ba cái phosphat. Rồi. Nhảy tùm lum. Thì khi mà nó cắt ra, cắt liên kết ra thì nó chuyển thành đi phosphat thôi. Từ đây nó chuyển thành còn lại đi phosphat, tức là 1A và 2 phosphat. Ok. Một bên là ATP, còn bên là ADP. Ok. Và khi mỗi một cái liên kết này bị cắt ra thì nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra một năng lượng. Mình gọi tắt là E, energy. Ok. Rồi. Và trong cái này để viết lại. Ok. Và trong cái này mình còn một cái cần phải biết nữa là anabolic. Ai biết anabolic là gì? Anabolic. Và một cái nữa là catabolic. Là gì? Là gì? Có ai biết anabolic không? Đồng anabolic là sự đồng hóa. Ok, là đồng hóa. Đúng rồi. Đồng hóa. Đồng hóa hay đồng hóa, mà hiểu đồng hóa là cái gì? Có nghĩa nó là cái việc lấy những cái acid amin trên cơ thể nó chuyển hóa thành muscle, chuyển hóa thành cơ. Muscle gain. Ok. Vậy cái catabolic là gì? Dị hóa. Dị hóa, đúng rồi. Dị hóa là cái gì? Nó cái việc nó chuyển từ muscle, cơ bắp của mình sang một cái, trước khi nó chuyển thành ATP, nó không chuyển ngược lại thành acid amin ha. Nó chuyển thành acid amin nhưng mà không phải là để nó làm cái gì, nó thành acid amin xong nó chuyển để thành gluco, cái mà Tân tạo đường nãy á, gluco. Để từ cái gluco đó nó làm cái gì? Nó thành ATP, thành năng lượng hoạt động. Được chưa? Rồi. Thì ba con đường. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến ba con đường. Rồi mọi người đã nắm được aerobic, anaerobic, rồi anabolic, catabolic chưa? Phân biệt được mấy cái này chưa? Alo. Thấy nó khác nhau không? Thấy nó có sự khác nhau không? Quý hiểu không Quý? Hiểu anh. Ok. Rồi, con đường thứ nhất. Con đường thứ nhất để mình sử dụng năng lượng là con đường gì? Là ATP, creatine, phosphate, hoặc gọi là ATP-CP. CP hoặc là PC gì cũng được. Hoặc người ta sẽ viết là creatine, phosphate. Là nghe cái tên là mình sẽ biết nó có cái gì trong đó rồi ha. Nó còn sẽ có phosphate trong đó. Thì con đường này nó đi sao? Nó đi từ một ATP nè, chuyển hóa thành ADP. Được chưa? Cộng với lại phosphor bị tách ra đó. Phosphor bị tách ra. Mình gọi là PI cộng với một năng lượng. Một E là một năng lượng. Rồi, khi mà nó chuyển ngược lại, chuyển ngược lại thì nó phải cần có ADP. Khi nào nó phân hủy thành ADP rồi ha, nó phải cộng với creatine. Creatine nãy mình có nói là sản xuất tại gan và những cái thực phẩm bổ sung. Thì đây mình là creatine phosphate nè, nó sẽ chuyển ngược lại thành ATP, dự trữ. Thì khi ATP nó quay ngược lại của nó rồi thì nó còn dư lại cái gì?
nó dư lại creatine. Ok. Và từ lúc này thì ATP phục hồi, ATP phục hồi xong làm gì nữa? Lại tiếp tục hoạt động, sinh ra năng lượng tiếp. Các bạn hiểu được cái vòng tuần hoàn của nó không? Nó cứ sẽ sinh năng lượng rồi lặp lại, lặp đi lặp lại qua như vậy. Thì cái việc creatine phosphate này nó lại luôn, nó được sản xuất tại gan. Nó được sản xuất tại gan và giữ trữ tại gan luôn. Sản xuất và giữ trữ tại gan. Ok. Rồi, ở ngoài mọi người sử dụng creatine khi nào? Có ai ở đây sử dụng creatine không? Có ạ. À, em dùng khi nào? À, sau khi tập. Sau khi tập. Ok. Và em sử dụng nó với nước hay là uống hay là bình thường hay là với quay hay gì? Thường thì em dùng với quay nhưng mà em sẽ bỏ vô miệng luôn để tránh kiểu như thiếu cái liều lượng á. Ok. À, và cái loại creatine em đang xài là dạng bột hay dạng gì? Dạng bột anh. Ừ. Creatine đặc tính của nó là khó hấp thu ha, nên mình phải dùng cái loại mà càng nhuyễn, hydrate. Đây nè, hydrate, càng nhuyễn càng tốt. Và trên cái nhãn của nó thường sẽ có chữ micronized, tức là đã được nghiền nhỏ, nghiền mịn á, thì nó hấp thu mới tốt, mới nhanh. Tại vì bản chất là nó là hấp thu chậm. Rồi mình phải dùng sau tập đặc biệt tốt khi sau khi tập. Nên dùng sau tập chứ không phải phải. Nên dùng sau tập. Rồi, và nên cái gì nữa? Nên dùng với dung dịch với nước. Với nước làm tăng insulin. Nước gì làm tăng insulin? Quý biết không? Không anh. Duyên biết không? Quay. Nước nào mà nước gì mà có vị ngọt thì nó tăng insulin. Vậy thôi. Nước hoặc là hiện nay em có thể uống cùng với Orezon cũng được. Orezon là một dạng uống giống như nước khoáng vậy đó và nó cung cấp điện giải. Thì nó làm cái gì, nó có một lượng đường ít trong đó để nó làm gì, nó mở cửa tế bào để nó hấp thu creatine vào. Hiểu không? Tại vì khi có insulin, kích hoạt insulin thì nó mới hấp thu được nhanh. Hiểu vấn đề không? Chứ uống cái nước bình thường thì nó cũng được nhưng mà sẽ chậm. Mình còn nếu mình muốn tối ưu thì mình nên làm vậy. Rồi. Thì cái đặc tính của con đường này nó như thế nào? Đặc tính của con đường sản xuất năng lượng này thì nó, đây để viết phía dưới. Nó sản xuất ra năng lượng kích hoạt nhanh. ATP này kích hoạt nhanh, mạnh. Nhưng ít. Nhớ chữ nhưng ha. Cái gì nhanh mạnh thì ít và mau hết. Nhưng ít. Rồi. Mau hết. Và cần phải phục hồi. Thời gian sử dụng cái con đường này. Thời gian sử dụng. Cái gì cũng có hạn sử dụng ha. Từ 5 cho đến 15 giây. Và phải phục hồi nó trong vòng 3 đến 5 phút. Rồi, ở tới khúc này các bạn thấy nó quen quen không? Có ai tập cái gì 5 đến 15 giây rồi phục hồi 3 đến 5 phút không? Có thấy quen không? Có ai tập từng tập kiểu này chưa? Quý có tập cái này chưa Quý? Không anh, em tập không sức mạnh không mà. Tập sức mạnh hả? Sức mạnh là em tập gì? Thường em đừng mắt. Mắt volume. Mắt volume hả? Mắt volume là nhiêu ký? Nhiều cái? Từ... Thường là... Nếu mà mắt của em là từ 3 đến 6. 3 đến 6 rep hả? Dạ. 3 đến 6 rep. Rồi. Rồi. Mà thường 3 đến 5 phút nghĩ là mình tập cho nó búp cơ bắp bự lên đúng không? Không. 3 đến 5 phút là mình tập sức mạnh thiên về strength. Strength là tăng khối lượng. Hoặc mình tập thiên về explosive. Explosive là bùng nổ. Bùng nổ là những người chạy 100 mét. Mấy người như chạy
tốc độ ở chỗ điền kinh á, sprint á, biết chữ sprint không? Đây sprint nè, mấy người chạy này nè đó, hoặc là kể cả đánh boxing chẳng hạn đánh boxing rồi chẳng hạn cũng vậy, tại vì cũng có những lúc nghỉ, những lúc phải bùng nổ lên, thì cái thời gian em bùng nổ á, nó kéo dài chừng 5 đến 15 giây thôi là em phải thủ lại hoặc em phải tách ra, chứ không thể nào em đánh liên tục được, đúng không? Hợp lý không? Dạ. Ừ. Đó, còn cái của Quý nói 3 đến 6 rep thì có bao giờ bấm giờ xong đẩy 3 đến 6 rep chưa? Không anh. À, 3 đến 6 rep đó không thể nào mà trong 15 giây được hết. Nó phải hơn, có thể là hơn 30 giây á. Bữa nào bấm giờ đẩy thử là biết. Rồi, thì cái 3 đến 6 rep đó là cái thứ hai, con đường thứ hai mình sẽ nói sau ha. Rồi, bên cạnh cái việc để tăng khả năng cái phục hồi này, do nó sao, do nó rất là ít, nó bùng nổ một cái xong nó hết, thì làm sao để tăng nó lên, làm sao để tăng khả năng phục hồi, giảm thời gian này xuống, thay vì 5 phút giảm xuống còn 3 phút thôi, thì mình phải tập luyện thường xuyên. Đó là do cái bộ môn mình theo đuổi, mình tập luyện thường xuyên cộng với những cái thực phẩm bổ sung của mình để mình cải thiện cái hiệu suất của nó. Và bên cạnh đó, không chỉ những cái người đó không chỉ mệt mỏi về cơ bắp, mà những người tập strength và explosive này họ còn mệt mỏi về hệ thần kinh. Thôi, mấy bữa đầu mình có nói qua về CNS đó. Họ cần khoảng 5 phút để phục hồi cái hệ CNS của họ. Còn nhớ CNS là gì không? Alo Duyên, CNS là gì? Bữa đó có học không ta? Không, Duyên chưa học ở đó nha. À, CNS là hệ thần kinh trung ương. Thì những cái bài đầu nói về cái chuyện là không có hệ thần kinh thì mình không làm điều gì hết trơn. Nervous system. System. Giống như một cái máy tính thì nếu không có cái CPU, không có cái bộ nhớ chính thì nó sẽ không điều khiển, không làm được gì hết. Thì mọi thứ nó đều phải từ cái hệ thần kinh phát tín hiệu, rồi mấy cái ở bên dưới cơ thể mới làm theo, chứ không có chuyện ngược lại. Cái cơ thể nó phản ứng ngược lại để nó báo tín hiệu ngược về hệ thần kinh, từ đó hệ thần kinh đưa ra những chỉ thị mới, những cái phản hồi tiếp theo cho cái hành động và nhận biết cái môi trường bên ngoài. Có gì các bạn mở lại mấy video trước để coi về hệ thần kinh ha. Rồi tiếp theo, nắm được con đường số 1 này chưa? Có gì thắc mắc con đường số 1 này không? Để mình tiếp theo qua con đường số 2. Creatine in fact. Thì nếu mà mình xài dư cái liều lượng thì nó bị ảnh hưởng gì thôi? Làm sao biết dư hay thiếu? Tại vì trên mỏ creatine nó chỉ yêu cầu là dùng một muỗng, kiểu dạng một muỗng mỗi ngày á. Thật ra nó cái này cũng mang tính tương đối thôi. Đầu tiên em phải tính được là em phải cần bao nhiêu creatine mỗi ngày nè. Ok không? Rồi, thứ hai, cái này mới là cái nguyên quan trọng nè. Mình không biết được mình hấp thụ được bao nhiêu creatine. Hiểu vấn đề không? Em có thể đo được cái lượng em uống vô, nhưng em không thể đo được cái lượng em hấp thu. Nhiều khi cũng là em uống 30, em hấp thụ 25, nhưng anh uống 30, anh hấp thụ 20. Mỗi người mỗi khác. Nên mình phải tự cảm nhận cái chuyện đó. Cái này giống như là sức mạnh tâm linh vậy, chơi hệ tâm linh đó, hiểu không? Có tin thì có. Thì đó, thì em thử cảm nhận rồi em điều chỉnh cái liều lượng lại. Còn cái kênh, cái hộp nó khuyến cáo vậy thì mình cứ uống theo cái liều của nó, rồi mình theo dõi coi mình cần nhiều hơn hay ít hơn chẳng hạn. Tại vì có những người, ví dụ như hồi sếp của anh cũng hỏi, ông uống whey, ông uống creatine, ông uống BCA, nhưng ông squat deadlift vẫn yếu hơn anh. Thì nói đơn giản là yếu, còn mạnh là mạnh. Anh khỏi cần uống gì hết, anh vẫn mạnh. Hiểu vấn đề không? Nên mình tin thì mình có, còn không tin thì không có. Vậy thôi. Và cái đó tùy mỗi người. Rồi, ok. Con đường số 2. Lycolysis. Lycolysis này là cái gì? Mọi người thấy chữ không? Thấy chữ không? Con đường lycolysis là con đường, là đường phân, giống cái chữ glycogen đó, thấy không? Đường phân là phân, thủy phân đường á, thủy phân năng lượng từ đường,
hủy phân đường. Rồi, thì cái việc nó hủy phân đường là nó diễn ra như thế nào? Là gluco. Gluco. Gluco đi ra chuyển qua thành ATP cộng với nước cộng H2O. Và cộng một cái nữa, phụ phẩm này mình không mong muốn lắm nhưng mà nó sẽ luôn có, là axit lactic. Axit lactic là gì quý? Không biết anh. Không biết. Axit lactic tiết ra làm cho cơ cảm giác mỏi đó. Nhớ không? Rồi, tại sao nó làm mỏi và nó giống như em có cảm giác tập đến khoảng 12-15 rep cái em có muốn em cũng tập nữa, không nổi nữa không? Em không còn kiểm soát được cơ, hoặc là sau những cái mà superset hay rep set gì đó em không còn tập được nữa. Có cảm giác đó bao giờ chưa? Có. À, thì để giải thích cái chuyện đó là do cái lượng axit lactic này tiết ra quá nhiều. Axit lactic tiết ra nhiều thì như đây. Thì khi mà kích hoạt cái việc co cơ nè, cái này là cái hình co cơ ha. Thì để kích hoạt cái việc co cơ này mình phải có một cái gọi là canxi 2 cộng. Ở đây mấy cái hình này không có rồi. Kết hoạt cái cầu nối này mình phải có canxi 2 cộng. Mà canxi 2 cộng thì bản thân nó giống như là kiềm. Mà nếu gặp axit, axit này tiết ra nhiều quá thì nó làm cho cái canxi 2 cộng nó không kích hoạt được sợi cơ. Và nó dẫn đến trường hợp mình có muốn cũng không thể co cơ được nữa. Hiểu vấn đề không? Nồng độ axit lactic cao quá là mình không co cơ được nữa. Hiểu vấn đề không? Rồi. ATP này, cái năng lượng này nó sẽ được sử dụng trong khoảng 20 cho đến 120 giây. Phục hồi tương đối nhanh. Phục hồi tương đối nhanh. Trong vòng khoảng 60 đến 90 giây. Rồi, khúc này thấy quen chưa? Thấy quen với cách mình tập không? Quý. Quen anh. À, đó. Nên mới nói người tập thể hình là đang đi con đường này nè, đường phân, lấy năng lượng từ đường glycogen nè, các thứ nè. Ok chưa? Chứ không ai con đường trên này nha. Đó. Chừng nào em vô đây em squat 1 đến 3 cái hoặc là 3 tới 5 cái gì đó thì còn có thể, thậm chí là chỉ 1 hoặc 2 cái thôi. Chứ anh nghĩ 5 cái cũng không có trong khả năng nào mà em làm trong vòng 15 giây được hết. Rồi. Đây là con đường trung bình, kiểu như trung bình đó. Và nó dùng cho những người thể hình để tập bung cơ, to cơ lên đó. Rồi cái quá trình này nó sẽ dẫn ra axit hóa. Axit hóa thì nó giải phóng ion hóa cộng. Axit hóa. Giải phóng hóa cộng. Bữa nay học hơi nặng đầu xíu. Nó sẽ làm ngăn cản. Mình note lại đi để mình biết tại sao nó như vậy. Ngăn cản giải phóng những cái ion canxi 2 cộng. Rồi. Làm không co cơ được. Làm không mất khả năng co cơ. Rồi. Và cái ngưỡng axit này nó sinh ra tối đa trong khoảng như đây, trong khoảng 20 giây cho đến 120 giây nè. Thì cũng giống tương tự như một cái set em tập, chẳng hạn super set hoặc là rep set chẳng hạn, thì tối đa em làm chừng 2 phút là maximum. Em không thể nào làm lâu hơn 5 phút, 10 phút được. Hiểu vấn đề không? Đó, thì cái đó mình gọi là cái ngưỡng chịu đựng của cái sợi cơ, hoặc có thể gọi là lactase threshold. Ngưỡng chịu đựng này dao động khoảng 10 đến 12. Là ngưỡng luôn á. Ngưỡng chịu đựng của cái sự tiết ra axit này trong khoảng 10 đến 12 rep ha. Ok. Đó là hai con đường. Nãy giờ các bạn có thể thấy hai con đường này. Đường 1, đường 2 không có oxy. Không có oxy. Nên nó gọi chung là con đường anaerobic. Hai cái quỹ này đều là anaerobic hết.
Được chưa? Nắm chỗ này chưa? Anaerobic là cái việc tập luyện không có mặc oxy, mà trong đó nó có hai thứ, một là ATP CP và hai là glycolysis, glycosid. Được không? Được không? Glycolysis. Chỗ này thiếu chữ lại. Ok, có thắc mắc gì không? Chuyên khúc này hiểu không hay là overload rồi? Hiểu nha. Hiểu hả? Ok, giỏi. Dũng hiểu không Dũng? Không hiểu lắm. Không hiểu lắm, không hiểu khúc nào. Khúc nào không hiểu, khúc nào không hiểu. Quân hiểu khúc này không Quân? Hiểu tương đối cái phần gì ta, tức là cái phần hoạt động này thì nó không có sự tham gia của oxy vô. Nên là nó không có oxy vậy thôi, hiểu đơn giản vậy thôi. Và ở đây không có oxy thì nên nó sử dụng những cái thứ như là nó sản xuất ATP ra bằng bằng phosphat, bằng gluco rồi ha. Rồi giờ đi qua con đường thứ ba ha, con đường cuối cùng. Con đường này thì con đường là còn lại là nó có sự xuất hiện của oxy. Nó tên là oxidation. Nhìn vô cái tên là thấy có oxy rồi. Oxidation. Oxy hóa. Oxy hóa, đúng rồi. Con đường oxy hóa. Hoặc là nó có tên viết tắt là TCA cycle. Rồi, hoặc là nó có tên nữa là chu trình Krebs. Tại vì nó sản sinh ra năng lượng ở trong ti thể, mà trong ti thể tế bào của mình nó có cái chu trình gọi là chu trình Krebs. Cái này nó hơi sâu vào tế bào nữa thì nói qua nó nhức đầu lắm, cũng không hiểu hết để mà nói, chỉ hiểu năm nay vậy thôi. Ok, thì nhớ chung nó là aerobic. Aerobic rồi xảy ra ở ti thể, tại vì chỉ có ti thể mới sử dụng oxy ha. Ti thể trong cơ thể mình có sử dụng oxy để chuyển hóa năng lượng. Rồi thì cái này nó oxy hóa cái gì? Oxy hóa cái gì? Nó oxy hóa carbohydrate nè, cáp. Rồi oxy hóa gì nữa? Protein. Và cái gì nữa? Phosphat. Ok. Và nó oxy hóa ba thằng này ở mọi thời điểm. Nhớ chỗ này ha. Ở mọi thời điểm mình hoạt động, mình tập luyện đều đốt cả ba thằng này. Nên những người nói tập cardio là giảm mỡ, đúng. Nhưng cũng giảm cơ luôn. Giảm cơ, giảm mỡ, giảm đường, giảm hết. Chứ không có chừa thằng nào hết. Và nên nó dẫn đến cái trường hợp là trong đối với những chế độ ăn như chế độ ăn low carb chẳng hạn. Low carb thì nó lại thiếu năng lượng đường, hoặc là những chế độ mà kiêng khắc nghiệt quá, nó lại càng sử dụng nguồn năng lượng từ protein đốt là chính. Nó sẽ tốn hóa, tiêu hóa, nó sẽ sử dụng protein là chính nhiều hơn nữa, nó sẽ tiêu hao protein rất là nhiều. Do nó vận chuyển qua ti thể, do nó vận chuyển qua ti thể vô nhiều giai đoạn, nên cái con đường này nó kích hoạt lâu. Thì hai thằng kia, một thằng nhanh, thằng trung bình rồi, thì thằng này phải là lâu nó mới kích hoạt được. Thì thường nó kích hoạt sau 120 giây. 120 giây thì nó mới được kích hoạt. Rồi, ở đây mình có một cái biểu đồ sẽ nói qua về ba cái thứ này. Đây, biểu đồ này. Rồi. Con đường đầu tiên, phosphagen nè. Phosphagen là con đường ATP CP nãy đó. Con đường thứ hai là glycolytic màu đỏ. Glycolytic là con đường ly giải đường. Con đường thứ hai, được chưa? Con đường thứ ba là oxidative, con đường oxy hóa. Rồi, các bạn có nhận xét gì về ba con đường này không? Quân? Phosphagen là giống như là mình một phút tỏa sáng rồi đi xuống nữa. Kiểu vậy. Rồi. Đây là cái biểu đồ mình nhìn vào hình dung, mình nhớ để kết hợp vô vận dụng nè. Đây ha, ba con đường này tại giây số 0
ở đây mình có hai cột mốc thời gian nè, từ giây số 0 đến giây thứ 130 là khoảng 2 phút đó, hơn 2 phút một xíu. Rồi và cái mức mình kích hoạt là 0% đến 100% sức nè. Thì giây số 0 khi mình kích hoạt 100% sức, năng lượng ào vụt ra hết luôn, bộc phát giống như khiên tạ quăng qua đầu một cái, hoặc là deadlift nặng hết sức, one rep max, max out xong quăng xuống đùng hết tuột xuống dưới này. Nhưng mà nó không chạm đáy ha, nó vẫn tiệm cận nè, đây là lim á, tiệm cận hoài luôn, nó sẽ chạy suốt hoài luôn, không chạm đáy, được chưa? Rồi cũng từ giây số 0, nếu chạy từ con đường lycolytic, nó sẽ đi lên từ từ, chậm lên tới khoảng 1 phút bắt đầu mệt, 45 giây đuối, chạy xuống rồi kéo dài ra. Rồi con đường thứ ba, lúc đầu tăng chậm từ đây lên đến khoảng 90 giây, 120 giây bắt đầu mới giữ được ngưỡng ổn định, được chưa? Đây, ở đây nói lên cái chuyện mà đó giờ các bạn chạy bộ có thấy cái chuyện mà lúc đầu mình mới chạy khoảng 3 phút đầu thấy nó mệt, ở là mệt, rồi sau 3 phút thấy nó chạy nó khỏe hơn không? Có ai hay chạy bộ đường dài không? Hoặc là chạy 15 phút, chạy 15 phút là thấy rồi. Hoặc là đầu buổi tập vô tập thấy quẩy quẩy, vô tập xíu cái bắt đầu sung lên thấy nó bình thường, kiểu vậy đó. Thì đó là con đường oxy hóa nè. Đó, khi lúc đầu nó đang khởi động. Bởi vậy nó cũng nói lên cái chuyện là mình trước khi tập mình phải khởi động để cho cơ thể nó chuẩn bị. Rồi ha, nó tăng lên tới này. Đây là chút nữa mình tìm hiểu qua cái ngưỡng, đây gọi là ngưỡng steady state. Ở cái ngưỡng này mình có thể hình dung mấy cô mà ở ngoài công viên người ta đi bộ, đi ào, đi liên tục, không có chạy ha, chỉ đi thôi mà đi rất là nhanh, mà vừa đi vừa nói chuyện nhau ầm luôn. Thì là họ đã ở cái ngưỡng này rồi nè, họ đã kích hoạt xong, giữ ở mức năng lượng đây ổn định, xong họ muốn làm gì cũng được chứ, họ nói họ đi hoài không biết nào dừng luôn đó. Rồi đây là ba cái con đường năng lượng, và ba con đường này luôn diễn ra chung với nhau hết, chứ nó không có lựa, mà chủ yếu là tỷ lệ của con đường nào nhiều hơn thôi, chứ không có cái nào mà chỉ một xài một, không thể nào mà chỉ xài một hoặc là chỉ xài cái này không xài cái kia, mà tùy giai đoạn nó sẽ thay đổi nhau. Rồi ví dụ trường hợp nếu mà tập hit đi, tập hit hoặc Tabata, thì theo các bạn mình đang chạy con đường nào? Có ai biết hit hoặc Tabata không? Tabata con đường oxy hóa đúng không? Rồi, Tabata đường oxy hóa. Duyên có biết không? Ví dụ như việc Duyên tập lớp. Hả? Nào? Em nghĩ là cái lớp Tabata hả? Tabata thì nó màu cam. Con đường màu cam hả? Con đường màu cam. Rồi. Ở đây mình đang xem xét ở dưới góc độ là ba con đường phần về thời gian thôi ha. Còn cái chuyện nữa trong cái việc tập nữa đó là intense, nãy có nhắc đến intense tức là cái độ khó của bài tập. Thì đối với Tabata hoặc là HIIT thì theo cường độ của Tabata người ta chỉ giới hạn khoảng 4 phút thôi. 4 phút cho bài tập thôi. Và ví dụ 20 giây tập, 20 giây nghỉ. Nếu bạn tập trên 4 phút thì quá nhẹ, tức là tập trên được 4 phút mà vẫn còn có sức này kia nọ, tức là bài tập bạn quá nhẹ. Còn mà bạn hoàn thành bài dưới 4 phút là bài quá nặng, bạn phải giảm bớt lượng tạ đi. Thì cân chỉnh lượng tạ sau trong vòng 4 phút. Thì Tabata nó đang chạy hai con đường là con đường 1 và 2, chứ nó không chạy oxidative, được chưa? Còn nếu bài tập theo dạng HIIT, cường độ cao ngắt quãng, thì nó phụ thuộc vào cái cường độ cao lúc bạn đạp maximum là bao nhiêu sức. Bạn đạp 50 hay 80 hay 100% sức. Ví dụ như ban đầu mình đạp 30 giây, nghỉ 30 giây, tỷ lệ 1-1. Không, giờ cho là 30 giây tổng đi. Thì đầu tiên mình đạp 20, không, mình đạp 10, nghỉ 20, đạp 10, nghỉ 20. Thì nó sẽ khác so với mình đạp 15 giây, nghỉ 15 giây. Và nó cũng khác luôn chuyện mình đạp 20 giây, nghỉ 10 giây. Thì cái đó nó đang tăng dần cái intensity lên. Nó phụ thuộc vào cái intensity của mình mà nó sẽ dẫn đến chạy con đường nào là chính. Mà những cái như nãy liệt kê HIIT và Tabata là nó đang chạy hai con đường này chính. Thì
Thì hai con đường này như nãy mình có coi á, nó đâu có đốt mỡ mà nó đang sử dụng đường. Ok, vậy tại sao dùng đường lại sử dụng những con bài tập này, những bài tập nặng này nó lại có thể đốt mỡ? Thì mình sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo dưới này. Quay lại cái bài cuốn sách của mình. Rồi, cái nội dung bài viết đây là đang giải thích lại nguyên cái phần mà mình viết nãy giờ đó. Có ba con đường nè, ATP, BC là phosphor, creatine nè. Các bạn nói lại ha. Đây là từ 2 ADP cộng 1 phosphor nữa tạo thành ATP đây. Đó. Rồi glycolysis. Glycolysis đây. Glycolysis chuyển hóa lipogen. Rồi con đường thứ 3, oxidative. Có xuất hiện của oxy. Rồi. Ok, diễn ra trong ti thể. Ti thể này, đây là cái ti thể nè, sản xuất cái năng lượng. Thì năng lượng sản xuất từ ti thể đây và nó oxy hóa ba thằng này luôn. Rồi. Ok. Ok quý ba em. Xong. Rồi ạ. Kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng của chuyển hóa aerobic carbohydrate, nó sẽ chuyển hóa carbohydrate phát và chuyển thành nước và CO2. Đấy, đây là cách đốt mỡ của oxy đó, chứ cái mà aerobic á. Rồi, aerobic breakdown. Nó sẽ phân hủy gluco và phát nhiều hơn so với anaerobic. Ok, rồi còn một phần dưới này nữa là xong. During exercise, năng lượng trong suốt quá trình tập, intent. Thì mình có nhắc đến hai cái nãy là intent và duration, là một cái cường độ khó và cái thời gian. Thì hai cái đó có mối quan hệ với nhau, không thể hai cái cùng tăng được. Mà một cái tăng thì một cái phải giảm. Giống như intent mà tăng cao thì không thể kéo dài, mà thời gian mà kéo dài thì intent phải giảm xuống. Thì hai cái đó đối nghịch với nhau, để liên nghịch ha. Năng lượng chính trong suốt quá trình tập là anaerobic. Để mình đọc cái phần này. Đây là cái hình nãy mình đưa bên bao thôi. Đây, có nhấn mạnh lại năng lượng xuất hiện, năng lượng để dùng cho sản xuất ATP trong con đường ATP-CP, con đường số 1 á, là chứa số lượng ít. Và nó được lấy từ carbohydrate, nguồn của carbohydrate. Con đường, và vẫn limit, vẫn ít. Và ít. Rồi. Trong khi đó con đường số 2, con đường số 1 hết, xong tới con đường số 2 glycogen. Có thể hình dung giống như là mình bắt đầu tập thì con đường số 1 cạn dần đến con đường số 2 liên tục. Con đường số 2 xong, nếu mình vẫn tập tiếp tục thì mình sẽ giảm cường độ lại và nó dần sang con đường thứ 3. Nó có một cái gọi là biểu đồ. Biểu đồ. Có ai cách biết cách vẽ ở trong bao thôi không? Vẽ trong bao thôi. Đang ở trong trình, vô trong trình chiếu á, thì mình mới vẽ được. Nó có cái phần ở góc á. Vô trình chiếu bấm gì? Góc có hình cái biết không? Không, không thấy, trắng trơn. Góc bên trái phía dưới. Rồi, cái biết. Hình như thấy. Đây. Rồi. Print. Ok. Đây. Ví dụ nguyên một cái lại không vẽ được đẹp cho lắm. Đây. Vẽ đây nó lại bị che mất. Con đường ba cái này trong suốt quãng đường này. Thì mình tưởng tượng giai đoạn mình tập ha, ba cái biểu đồ bằng nhau đây. Cái trên cùng bỏ nha, cái trên cùng dễ bị lấn lên này, xấu quá. Cái hai cái kia, ba cái kia cũng không đẹp.
Rồi, trong mọi khoảng thời gian đều có, mình lấy từ đây trước ha, protein bị đốt, một lượng protein nhất định đều đang bị đốt ở đây trong suốt thời gian tập. Nên tập càng kéo dài thì cái lượng protein đó cũng đốt tỷ lệ thuận theo cái thời gian mình tập luôn. Rồi, còn lại hai cái gì nữa? Cái còn tiếp theo đây là fat và gluco. Thì thời gian mới bắt đầu tập luyện chưa lâu, tức là cái thời gian mình bắt đầu tập luyện nè, chưa kéo dài lắm, thì sử dụng lượng đường là chính. Rồi dần dần cái lượng đường nó giảm dần trong cơ thể, từ cái lượng glycogen dự trữ này kia nọ đó, nó giảm dần giảm dần, được chưa? Thì dần dần nó ở mức là lượng đường tương đương với lượng glycogen với lượng fat. Và sau đó ví dụ mình chạy 90 phút chạy bền 90 phút, 1 tiếng, 2 tiếng là những người marathon, thì lúc này lượng đường tụt hết luôn rồi, glycogen bị kiệt quệ luôn. Và nó, lúc này mới chính là cái lúc mà lượng fat chiếm ưu thế. Lúc này mới là lượng fat này chiếm ưu thế nè. Và nên nhớ trong mọi thời điểm protein luôn bị đốt. Đó là những cái lưu ý ha. Nên từ đây có thể thấy là năng lượng đường sẽ là năng lượng chính, còn muốn tiêu tốn dùng mỡ để đốt, thật sự để đốt á, thì nó cần rất nhiều thời gian. Rồi nên từ như vậy nên mình mới mới nói đến cái chuyện nên tập nặng hay là tập nhẹ kéo dài. Rồi, cái đây là cái ngưỡng steady state. Steady state đây là từ chuyên ngành nói đến cái chuyện nãy, nó đi lên cái ngưỡng cố định rồi mấy cô đứng nói chuyện hoài được á. Nè, thì mình tập như treadmill nè, những cái máy đi bộ, hoặc là đạp xe, hoặc là chèo xuồng, hoặc là trượt tuyết, bơi bình thường kiểu, thì giống như là mình giữ một cái ngưỡng nhịp tim cố định. Bắt đầu mọi thứ, đây mọi thứ như nhịp tim nè, huyết áp nè, nó sẽ đi đến một cái ngưỡng ổn định và mình có thể duy trì nó kéo dài. Rồi, xong tiếp theo. Đây, nó có một tên gọi khác là second wind, cơn gió thứ hai. Second wind tức là hai ba phút đầu mình đi rất là mệt mỏi, rất là cảm thấy chưa kích hoạt được á, sau đó nó sẽ giảm dần cái cảm giác khó chịu đó và mình thích nghi dần với lại cái đó rồi thôi. Xong, nên cái lượng năng lượng bỏ ra cho những cái bước đầu tiên trong cái steady state đó cũng sẽ bằng với lại những cái bước cuối cùng. Giống như là giờ mình đi cái phút thứ 5 mình tiêu tốn bao nhiêu năng lượng, thì cái phút mình đi lúc cách đó 2 tiếng sau cũng tiêu tốn bấy nhiêu năng lượng. Tại vì cơ thể nó luôn đưa về cái trạng thái cân bằng để làm gì, để nó tiết kiệm năng lượng, chứ nó không có lúc nào mà để nó xài nhiều hơn hết. Nó muốn chủ yếu là nó sinh tồn thôi, nên nó sẽ tiết kiệm năng lượng xuống. Và cái này dẫn đến cái chuyện là đi bữa đầu hai bữa thì nó khó, nhưng đi kiểu như vậy tuần, hai tuần, ba tuần, tháng thì thấy nó quen dần, nó dễ. Thì làm sao đó mình phải kích hoạt cho nó khó hơn. Nên là đó là cái chuyện nhiều người chạy bộ, đi bộ thì thời gian đầu họ vẫn có thể xuống, nhưng mà nếu giữ ở mức như vậy thì họ sẽ không xuống nữa, mà bắt buộc ví dụ họ phải đeo đồ theo cho nó nặng, hoặc là tăng cường độ, tăng tốc độ lên, hoặc là gì, hoặc là chạy quãng đường dài hơn, tăng độ khó lên, thì cơ thể nó mới thích nghi theo những cái kích thích mới đó và nó thay đổi. Chứ nếu không, nếu mình cứ giữ bữa nay đi 5 cây, ngày mai cũng 5 cây, ngày nào cũng đúng 1 tiếng xong, thì sẽ không có thay đổi gì hết. Nó chỉ thay đổi lúc đầu để thích nghi thôi, còn về sau sẽ không thay đổi nữa. Được chưa? Rồi, tiếp theo là nói về cái epoch. Đây là năng lượng trong khoảng steady state nè, steady state exercise. Lượng oxy sử dụng từ mức số 0 tăng dần lên, tăng dần đến ngưỡng ổn định. Và đến chỗ số 8 này là mình ngừng ha. Mình ngừng không tập nữa. Thì từ đây nó bắt đầu nó tuột nhanh xuống. Thì từ lúc này trở đi nó sẽ không có oxy hóa những cái mà mình nói trên nữa, như carbohydrate hay fat hay protein nữa. Ok.
Rồi. Thì đây là cái hình bình thường, ở trạng thái bình thường. Vậy có nghe epoch chưa? Có ai nghe epoch chưa? Epoch này. Epoch. Hôm trước mình có viết một bài về epoch. Làm sao để kích hoạt nó để đốt năng lượng? Epoch. Epoch. Đây. Hình này điển hình cho epoch. Như hình này ở trong sách nó đã để là ngưỡng steady state. Ok, nó kéo dài đến khi mình dừng, nó tụt ngay xuống, không oxy hóa nữa. Nhưng đối với epoch, mình tập xong, mình dừng, nó vẫn tiếp tục duy trì đốt, oxy hóa tiếp, oxy hóa các cái chất tiếp, bao gồm có cả chất béo luôn. Đó, thì làm sao để đạt được cái này? Cái này để đạt được nó... aerobic, gọi là trạng thái bị nợ oxy. Khi mình tập cường độ cao á, khi mình tập ngưỡng 1, ngưỡng 2 như nãy mình có nói, tập ở chế độ 1, 1, 2 đó, cái con đường đốt 1, 2 nhớ không, đường và glycolysis á, con đường 1, 2 thì nó vẫn đốt được, vẫn oxy hóa được những cái chất béo này kia, là do cái epoch này nè. Mình tập nó lấy lượng oxy trong mô cơ, trong mọi thứ ra, thành ra trong cơ thể nó bị nợ, đây là gọi là nó bị nợ lại những cái chuyển hóa bên trong, nên điều đó dẫn đến cái chuyện khi mình nghỉ ngơi, đây recovery, trong giai đoạn mình nghỉ ngơi thì cơ thể luôn đưa vào trạng thái homeostasis, để đưa vào trạng thái bình thường thì nó phải oxy hóa những cái chất dinh dưỡng hoặc là năng lượng gì đó để đưa về ngưỡng baseline, ngưỡng bình thường của nó, trở về ngưỡng như cũ. Thì đó là lợi ích khi mình tập đối với cường độ cao. Cường độ cao tức là intent cao đó. Thay vì mình chọn duration cao thì mà bây giờ mình chọn intent cao. Hiểu vấn đề không mọi người? Alo. Vẫn lắng nghe nhưng mà bắt đầu bắt đầu bùng bùng rồi. Bắt đầu cảm thấy mọi người im lặng à, mọi người ai cũng bị overload hết rồi. Chơi một tiếng rưỡi rồi là cái đầu nó lùm bùm rồi thấy. Ok. Cái này do tôi ngưỡng cao đó. Đang tập trung lắng nghe cao độ. Đang tập trung lắng nghe cao độ. Có gì không hiểu không Dũng? Có gì không hiểu không? Tức là cái vấn đề này thì hiểu qua sơ sơ thôi, không hiểu, thật sự là không hiểu. Lát đó, tôi phải nghe lại. Rồi rồi, chắc ngừng ở đây đi, nói một tiếng rưỡi liên tục rồi. Có gì bật nghe lại, bữa hôm sau mình sẽ nhắc lại cái này một lần nữa rồi mình qua bài mới. Ok. Ừ, nó vô chế độ bảo quà. Rồi ok mọi người đã overload rồi. Ok bữa nay thôi. Bye bye, nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye Phan nha. Bye bye. Cảm ơn. Bye, see you.